Quý cô bác, anh chị kính mến, rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc bề trên, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ, làm đâu chúng đó, chúng số liên tiếp, tiền bạc ào về, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, có những người luôn được Phật trời ban phước lành, dẫn dắt và che chở vượt qua mọi khó khăn, thử thách, họ chính là những người có căn lành, mang trong mình những phẩm chất đặc biệt và sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá 7 dấu hiệu nhận biết tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là người có căn lành, luôn được Phật trời hộ trì. Bạn có tò mò muốn biết liệu mình hoặc người thân thuộc tuổi Bính Ngọ có phải là người được Phật trời che chở hay không? Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của video này, vì những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ sẽ giúp bạn nhận diện những phẩm chất quý báu, những dấu hiệu đặc biệt mà chỉ người có căn lành mới có. Những người sinh năm Bính Ngọ 1966 với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và tràn đầy năng lượng thường mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn và sự linh thiêng ít ai có thể nhận ra. Những dấu hiệu đặc biệt này không chỉ giúp họ vượt qua mọi trở ngại mà còn đem lại may mắn, tài lộc và sự bình an trong cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem những dấu hiệu đó là gì và chúng biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về từng dấu hiệu, từ những hành động nhỏ bé đến những phẩm chất lớn lao, giúp bạn hiểu rõ hơn về sự che chở của Phật trời và cách mà căn lành hiện diện trong cuộc sống. Những thông tin này không chỉ giúp bạn tự tin hơn vào bản thân, mà còn giúp bạn nhận ra những người thân yêu có căn lành xung quanh mình. Hãy thư giãn và chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe những thông tin hữu ích mà chúng tôi mang đến. Đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và bổ ích khác. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá 7 dấu hiệu tuổi Bính Ngọ. Sinh năm 1966 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì ngay bây giờ. Bính Ngọ thân mến, ở đời không ít người hám tài, tham quyền háo sắc mà đánh mất đi lý trí, đạo đức và nhân cách, khiến cho bản thân lâm vào cảnh thân bại danh liệt. Người sống thiện lương thường chấp nhận thua thiệt, nhưng trời cao sẽ phù hộ, mỗi một hành động hướng thiện tích đức đều giúp bản thân tăng thêm phúc khí. Khi đứng ở vị trí cao hơn người khác, ắt sẽ bị không ít người đố kỵ. Đó là điều khó có thể tránh khỏi, bởi không muốn người khác hơn mình là thói ghen tị thường tình của con người. Cổ nhân có câu, trung hòa là phúc, cực đoan là họa. Người mà trong lòng bình thản, làm việc ung dung, ắt sẽ có phúc báo. Ngược lại, kẻ mang tính cực đoan thì làm việc gì cũng không thuận lợi, mà dễ rước họa vào thân. Sống cuộc đời còn lại vô cùng quý giá, vậy nên ta phải có từng đường đi nước bước cẩn trọng, để giữ cho mình những gì mà mình đang có, đồng thời thuận lợi bình an, bước trên con đường thịnh vượng viên mãn trong suốt cuộc đời còn lại. Xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, cuộc đời thời trẻ rất nhiều lao đao và lận đận, vất vả ngược xuôi, khó khăn đủ đường, nhưng không vì thế mà con giáp này nản lòng. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của mình mà từ trung vận trở đi, họ sẽ gặt hái được thành công, quý nhân giúp đỡ, tài lộc được tốt đẹp, công danh sự nghiệp rạng ngời, về hậu vận gặp nhiều may mắn, phúc lộc hội tụ, công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh, an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, trong những năm tháng vừa qua, có thể có nhiều cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ hiện tại vẫn đang gặp đầy những trắc trở, khó khăn. Tài lộc sẽ bị tiêu tán theo nhiều cách khác nhau, có thể là vì anh em, bạn bè mà mất tiền mất bạn, cũng có thể vì sức khỏe người thân trong nhà. Mà con giáp này cũng không giữ được tài lộc cho mình,
Sự nghiệp thì bấp bênh do nhiều yếu tố cản trở, hiểu được nỗi trăn trở đó mà các bậc thầy tử vi phương Đông đã hiệp lực. Luận giải tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 tiết lộ sự thật chấn động về 7 dấu hiệu mà Bính Ngọ là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Để Bính Ngọ có thể tận dụng cơ may trong thời gian tới, cũng như tránh xa được những xui xẻo mà băng băng tiến về phía cuộc đời, giàu sang và hưng vượng của mình. Vậy, chi tiết vận trình tuổi Bính Ngọ trong khoảng thời gian tới sẽ ra sao? May mắn nào sẽ đến với Bính Ngọ? Thì xin mời cô bác hãy cùng chiêm nghiệm trong video ngay sau đây. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, là người có căn lành, được Phật trời che chở hộ trì, gặp nhiều may mắn, tài lộc bùng nổ, giàu nhanh như vũ bão. Trước tiên, mời quý vị hãy chú ý theo dõi bố cục của lá số tử vi dành cho tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. 1. Tổng quan tính cách tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. 2. Chi tiết về 4 phương diện, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, sức khỏe tuổi Bính Ngọ, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. 3. Tài vận của Bính Ngọ theo từng tuần trong tháng 6 âm lịch, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. 4. Tử vi tuổi Bính Ngọ theo mùa sinh. Quý vị thân mến, người xưa có câu, kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân, đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết, con người làm gì có ai hoàn hảo. Sống trên đời để làm vừa lòng tất cả mọi người là điều không thể, nhưng nó cũng không phải là cái cớ để bao biện cho lỗi lầm của bản thân. Bên cạnh bạn sẽ có người yêu mến, có người ghét bỏ, có người khen ngợi, lại có người không tiếc lời chê bai, chỉ cần bạn nhớ miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ. Dù có cố gắng đến thế nào vĩnh viễn bạn cũng không thể quản được, đó càng không phải thước đo để đánh giá một con người. Vì thế, thay vì để bản thân bị chi phối bởi lời nói của người khác, hãy học cách tin tưởng bản thân mình. Chỉ cần bạn sống ngay thẳng, trong sạch thì không có gì phải hổ thẹn, càng không phải bận lòng khi có lời gièm pha từ người khác. Trong tâm vui vẻ thì trong mắt mới nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc sống là một chuỗi những ngày nối tiếp nhau. Nếu hôm qua bạn phiền lòng vì một điều gì đó mà đem phiền lòng đó đến tận hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang đón chờ mình phía trước. Có những đau thương cần phải học cách buông bỏ thì chúng ta mới có thể trưởng thành. Khi khó khăn, mệt mỏi thì học cách nhẫn nhịn chịu đựng. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ của bản thân hãy tự giác làm, đừng thoái thác cho bất kỳ ai. Khi trông chờ quá nhiều, con người ta thường thất vọng. Có một số chuyện buông bỏ không phải là điều tồi tệ nhất. Có một số người nhớ mãi chưa hẳn đã vui. Tự mình vun đắp cho tâm hồn mình, sống một cách đơn giản cho cuộc đời đơn giản. Khi ấy, bạn sẽ tìm được con đường đúng đắn và có hạnh phúc, chứ đừng vì ngưỡng mộ mà cầm bản đồ của người khác miệt mài dò đường của mình. Lại nói để thoát khỏi nỗi đau, quên đi thất bại, thì chấp nhận nó là bước đầu tiên, chữa lành tổn thương là bước thứ hai. Và bước thứ ba để thoát khỏi nó hoàn toàn là trưởng thành lên, lớn mạnh lên, thông thái lên, tài giỏi lên, kiên cường lên, để vạn sự có thể nằm ở trong tay. Tự bản thân ta chọn hay, chọn dở, chứ không còn là một kẻ mù mờ ngu ngơ, thua đổ tại số, yếu đổ tại vận, mất đổ tại thời cuộc may rủi xung quanh. Tuy cuộc đời phức tạp, không đơn giản như ta giải toán trong trường học, nhưng cơ bản nó khá giống nhau, làm lần một sai thì xé nháp làm lại, làm lần hai sai thì ngẫm nghĩ rồi làm lại, làm mãi rồi cũng sẽ đúng, miễn là bạn còn làm, tự tin lên bạn nhé, vì tất cả giờ mới chỉ là bắt đầu. Còn nhớ câu này chứ, ngựa chỉ cần đi đúng đường, thì tất cất vó mà phi nước đại một mạch về đích thẳng đến thành công. Kính thưa quý vị, ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về vận mệnh cuộc đời người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 này nhé. Theo tử vi, Bính Ngọ là những người thông minh lanh lợi, vui vẻ hoạt bát, họ là những người yêu đời và sống lạc quan tích cực. Có thể nói, Bính Ngọ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ cũng được nhiều người quý mến vì sự chân thành và trung thực của mình, họ nhiệt tình và phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân á và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới, mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít tốt đẹp. Tuổi Bính Ngọ đa phần là người am hiểu đạo lý, hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, bản tính siêng năng, chăm chỉ giúp cho họ có được con đường học vấn tốt, tiến xa trong sự nghiệp. Nhược điểm của những người tuổi này đó là nóng tính, thích là làm, nên đôi khi mang đến nhiều hậu quả mà họ không lường trước, nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, chớ nên một mình một ý dễ trở thành người cô độc. Cuộc đời có nhiều thăng trầm, vì tuy có nhiều tham vọng,
nhưng lại dễ dàng chán nản và bỏ cuộc không kiên định với những định hướng đã vạch ra, nên rất khó để thành công. Để có thể phát triển thì người tuổi này cần học cách kiềm chế cảm xúc và nhẫn nại. Sự tự tin và nhiệt tình giúp cho người tuổi Bính Ngọ mệnh thủy đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Họ biết cách cân bằng công việc, dù công việc có nhiều đến đâu, quy mô lớn tới thế nào, cũng không thể làm khó được Ngọ Hỏa. Họ dùng chính thực lực của mình và nhẹ nhàng ứng phó với mọi khó khăn. Biểu hiện xuất sắc đó khiến họ nhanh chóng được cấp trên trọng dụng. Bản thân người này cũng rất kiên cường và không dễ dàng khuất phục những khó khăn và trở ngại cùng áp lực không ngừng gia tăng, chỉ khiến họ càng có thêm động lực để chinh phục thử thách. Thêm nữa, nhân duyên tốt nên họ nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp cũng như cấp trên, hoàn thành công việc với hiệu quả tốt nhất. Bính Ngọ nam mạng có cuộc sống khá sung sướng, sự nghiệp, công danh khá vững chắc, tuy nhiên, gia đình gặp nhiều mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ vấn đề con cái, có của ăn của để từ sau trung vận. Bính Ngọ nữ mạng thời tiền vận phải trải qua nhiều thăng trầm, tuy nhiên, đến trung vận và hậu vận thì gặp nhiều may mắn, cả tài lộc và tình cảm đều tốt đẹp. Từ trung vận trở đi gia đình yên ấm, hài hòa, họ có sức hấp dẫn kỳ lạ với người khác phái, xung quanh không thiếu người theo đuổi. Họ biết thế mạnh của mình và tự hào vì điều đó, song không lấy tình cảm ra vui đùa, bởi bản chất Ngọ Hỏa là người trung thủy nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Về mặt sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ mệnh thủy nên chú ý các bệnh liên quan đến phần đầu, nhất là mắt, nữ mệnh chú ý các bệnh phụ khoa, vận tài lộc không tồi. Tuy có chút khó khăn trở ngại, nhưng chỉ cần Ngọ Thủy không ngừng cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát, hóa giải nguy nan giành được kết quả như ý. Và theo tử vi khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Bính Ngọ sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Người tuổi Bính Ngọ sẽ trải qua một tháng vận trình hanh thông, cát tường, người kinh doanh, buôn bán, mua may bán đắt, cầm chắc cơ hội thành công, có thể đẩy mạnh quy mô kinh doanh, đầu tư nhiều vốn vào lĩnh vực chủ đạo để thu lợi nhuận cao hơn, đề cao mối quan hệ hợp tác, nhất là với đối tác nước ngoài, chủ động giao lưu, tạo cơ hội để hai bên hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tài lộc khá, cơ hội ra ngoài cầu tài nhiều, nên xuất hành về hướng Nam để gặp nhiều may mắn, sức khỏe tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Với những ai đang có bệnh trong người cần kiên trì điều trị, không được bỏ dở giữa chừng kẻo bệnh tình càng nghiêm trọng. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ hoàn toàn ổn, không phải lo lắng gì, dù vậy bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Tử tại Ngọ, tâm tính bản mệnh có nhiều sự biến động buồn vui thất thường, đa sầu đa cảm. Vì thế mà ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao, có kẻ gièm pha, tìm cách nói xấu hãm hại cần đề cao cảnh giác. Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng mặn nồng, cha mẹ con cái hòa hợp, gặp đôi nào có ý định tổ chức đám cưới rất có thể sẽ tiến hành trong tháng này. Kính thưa quý vị, tiếp đến là chi tiết từng phương diện của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong tháng 6 âm lịch 2024. Về công việc, sự nghiệp. Trong cuộc hành trình của cuộc sống, mỗi người đều trải qua những thăng trầm không ngờ đến và người tuổi Bính Ngọ cũng không ngoại lệ, dù được cục diện tam hội hỗ trợ, đường công danh sự nghiệp của họ vẫn đầy biến động và áp lực. Mặc dù có thể đạt được những thành công nhất định, nhưng họ vẫn phải vất vả, bon chen và chịu đựng nhiều áp lực. Cục diện tam hội xuất hiện trong tử vi của Bính Ngọ mang lại sự trợ lực không nhỏ cho cô bác anh chị tuổi Bính Ngọ, thúc đẩy vận trình thông thuận và mang đến nhiều tin vui. Đặc biệt, vào đầu tháng mệnh chủ được các tinh phù trợ, giúp họ có suy nghĩ thông thoáng và hành động quyết đoán. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng và hợp tác thành công. Tuy nhiên, khi vận trình lâm tuyệt vào cuối tháng, họ cần phải hành động nhanh chóng để đạt được kết quả tốt nhất. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, công việc tiến triển thuận lợi có thể bị gián đoạn do sự can thiệp của tiểu nhân hoặc sự bất cẩn của bản thân. Một số dự định công việc có thể gặp trục trặc và cần phải được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, nhìn chung vận khí trong tháng vẫn sẽ điều chỉnh sau mỗi trắc trở. Vì vậy, lời khuyên dành cho người tuổi Bính Ngọ là cần phải thận trọng và suy tính trước sau khi đưa ra quyết định. Đừng hấp tấp và đừng khoe mẽ quá sớm. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là không nên tự cao tự đại, mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc thể hiện kỹ năng và nỗ lực của bản thân một cách kiên nhẫn và cẩn trọng. Về tài lộc. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, người tuổi Bính Ngọ sẽ được đón nhận nhiều may mắn và thành công. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, do có sự nâng đỡ từ thiên tài, thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng, giúp họ có thể chi tiêu thoải mái và sung túc. Dù vậy, vận xui vẫn có thể rình rập khi nguyệt lệnh lâm tuyệt,
Do đó, việc đầu tư và hợp tác làm ăn cần phải được thực hiện cẩn thận. Để hạn chế rủi ro không đáng, họ cần lập kế hoạch chi tiêu khoa học để tránh tình trạng nợ nần và bế tắc tài chính. Đối với việc đầu tư, người tuổi Bính Ngọ không nên mạo hiểm hoặc quá tham lam, vận trình không ổn định có thể dẫn đến lãi ít lỗ nhiều. Do đó họ nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn và phân tích kỹ các nguồn tin. Hơn nữa, cần phải chủ động nắm bắt biến động thị trường để tránh bị lợi dụng hoặc lừa gạt. Ngoài ra, việc xem phi tinh tháng có bát bạch tài tinh bay vào hướng Tây Nam là một điểm quan trọng. Điều này được xem là phương vị vượng tài khí, cát khí mà người tuổi Bính Ngọ cần chú ý và tận dụng. Họ có thể đặt biểu tượng thiềm thừ, cóc ngậm tiền, phong thủy để thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, giúp công việc thuận lợi và tiền bạc hanh thông. Vì vậy, lời khuyên cho họ là hãy tiếp tục đặt công việc và tài chính vào tầm ngắm của mình, nhưng đừng quên điều chỉnh kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận và thận trọng. Về sức khỏe, trạng thái sức khỏe của những người tuổi Bính Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành, được Phật trời che chở hộ trì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt họ cần chú ý đến việc thực hiện thường xuyên các bài tập thể dục và duy trì một lối sống khoa học. Mặc dù vậy, tình trạng hỏa khí vượng trong tháng này có thể dẫn đến các vấn đề về da như mụn nhọt hay viêm da. Đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh tim, họ cần phải đặc biệt lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình, tránh tình trạng cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Xem xét về mặt phong thủy, việc nhị hắc chủ ốm đau và bệnh tật bay vào trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, có thể tạo ra một nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, việc duy trì môi trường sạch sẽ và gọn gàng trong ngôi nhà là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Với những lời khuyên này, người tuổi Bính Ngọ có thể duy trì sức khỏe tốt và tránh được những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong thời gian tới. Đồng thời, họ cũng nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe và tạo điều kiện cho bản thân và gia đình mình để sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh. Về tình cảm, gia đạo. Trong tháng này, các cặp đôi vẫn duy trì được ngọn lửa tình yêu, giữ cho tình cảm luôn bền chặt, mặc dù không phải lúc nào cả hai cũng ngọt ngào như thuở mới yêu. Nhưng việc thường xuyên trò chuyện và chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống giúp họ gắn bó khăng khít hơn, đôi bên không chỉ biết lắng nghe và tha thứ cho nhau, mà còn biết bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để hâm nóng tình cảm và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Người độc thân có cơ hội tìm kiếm tình yêu của đời mình trong thời gian này, có người có thể dễ dàng tìm được người phù hợp qua các buổi mai mối và mối quan hệ có thể phát triển nhanh chóng, hứa hẹn những điều tốt đẹp trong tương lai. Tuy nhiên, sự đào hoa quá vượng cũng có thể gây ra những rủi ro. Trong tháng này, có thể bạn sẽ cảm thấy rung động không chỉ bởi một người. Nhưng hãy cẩn trọng và đừng vội vàng ngộ nhận. Hãy dành thời gian để hiểu rõ liệu đó là tình cảm chân thành hay chỉ là một cảm xúc say nắng nhất thời. Ngoài ra, việc bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến cũng cần được thực hiện cẩn thận. Để tránh tạo ra tình huống khó xử và khó chịu cho cả hai, hãy đảm bảo rằng bạn đã xem xét kỹ lưỡng trước khi thể hiện tình cảm của mình. Kính chúc quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ, khi có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Quý vị thân mến, vận hạn thì chẳng ai có thể tránh được, nhưng cũng sẽ có cách để cải vận thay mệnh cho anh chị trong thời gian tới. Hãy theo chân Minh Đường Tử Vi để biết rõ hơn vận mệnh của mình nhé. 1. Rùa đầu rồng phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Trong dân gian thì các con rùa lớn linh thiêng cũng được gọi là Long Quy, trong truyền thuyết cổ của Hồng Kông cũng có nói đến, nữ oa nương nương dùng 4 chân rùa lớn để chống 4 góc trời bị cung công húc nghiêng lệch, cũng vì Long Quy thích mang vật nặng, ngụ ý, giúp con người chống lại sát khí giảm tai họa, nên Long Quy thường dùng để trấn trạch hưng gia, nó cũng đem lại phúc trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn. 2. Tỳ hưu phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Về màu sắc, tỳ hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc, tỳ hưu màu trắng thì có tác dụng bảo trợ sức khỏe, tỳ hưu màu xanh thì có tác dụng may mắn trong công danh. Ngoài các tác dụng cá biệt như trên, tỳ hưu còn có tác dụng chấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu đã được khai quang ở các hướng tốt trong nhà, như xanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng xanh khí, thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt. Vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà, vì vậy tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của ta. Tỳ hưu còn có tác dụng mang lại điều tốt lành, như nhiều tài lộc, nhất là ở các sòng bạc tại Hồng Kông ta đều thấy họ trưng tỳ hưu, nhưng được bảo vệ rất kỹ, vì sợ mất trộm sẽ gây ra nhiều điều xúi quẩy cho họ. Tỳ hưu ngoài việc có tác dụng chiêu tài lộc không liêm chính như trên,
Tỳ hưu cũng còn có tác dụng chiêu tài lộc liêm chính, nên những người kinh doanh cũng đặt tỳ hưu ở nhà và ở công ty. Tỳ hưu khi đặt, đầu tỳ hưu phải hướng ra cửa chính hoặc hướng ra cửa sổ để chiêu tài khí bốn phương. Tất nhiên khi đặt bất cứ vật khí phong thủy nào, điều cần phải nhớ là xem ngày giờ tốt để đặt. Tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy. Khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. 3. Tiền xu cổ phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Lục đế tiền cổ, ý nghĩa, lục đế tiền là 6 đồng tiền cổ của 6 vị hoàng đế cường thịnh nhất triều đại nhà Thanh, Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh và Đạo Quang. Theo phong thủy, đồng tiền của các thời đại cường thịnh thì có khí trường rất mạnh, vì thế nó sẽ tăng cường tài vận rất tốt. Bát xu tiền cổ, ý nghĩa trong phong thủy, đồng xu in hình bát quái là biểu tượng của sự giàu có, phát về tài lộc, nhất là khi được kết bằng chỉ lụa đỏ. Đồng xu thường dùng là đồng tiền thời vua Càn Long có hai mặt âm dương, thể hiện nguyên lý âm dương hài hòa, tiền hình tròn tượng trưng cho trời. Ở giữa có lỗ vuông tượng trưng cho đất, trên đồng tiền có in hình bát quái thể hiện đạo lý thiên địa nhân tương hợp tất tạo phúc và hưởng phú quý. 4. Bát quái phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Gương bát quái lồi, gương lồi giống như mai rùa, có hình cầu lồi lên, là một công cụ hóa giải sát khí, có rất nhiều vật thể mang sát khí trong phong thủy có thể tác động đến nhà bạn, như cột đèn, các vật thể có hình dáng nhọn sắc, con đường chạy thẳng vào nhà, cột cờ, khoảng không gian giữa hai tòa nhà cao, biển báo giao thông, ống khói, gương bát quái lồi sẽ hóa giải được những điều đó, loại gương này không được để trong nhà, chỉ cho bên ngoài. Gương bát quái lõm, gương lồi dùng để phân tán, thì gương lõm dùng để tích tụ năng lượng. Nếu phương vị phong thủy nào có hiện tượng thất tán khí hoặc các vật thể được coi là tốt đẹp lại cách nhà quá xa, có thể treo gương lõm để thu hút năng lượng tốt, như trường hợp cửa chính đối diện cầu thang đi xuống, khí đất trong nhà sẽ thất tán nên treo một gương lõm trước cửa. Gương bát quái phẳng, nếu đặt trong nhà có tác dụng thu hút, thâu tóm năng lượng tốt trong phong thủy, nếu treo ngoài cửa chính hoặc cửa sổ, sẽ có tác dụng phản xạ. Treo gương phẳng tại phương vị cát lợi sẽ có tác dụng thu hút khí tốt, còn khi treo tại phương vị xung sát lại có tác dụng ngăn cản, hóa giải khí xấu, loại gương này chỉ được treo bên ngoài nhà, tuyệt đối không được treo trong nhà, tuy nhiên cũng không nên treo nhiều, mỗi hướng chỉ nên treo một chiếc và cả ngôi nhà không được treo quá 3 chiếc. 5. Hổ phù phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Hướng kiếm mà sư tử ngậm cũng có ý nghĩa khác nhau, đứng đối diện mặt sư tử, nếu chuôi kiếm quay sang bên trái thì có tác dụng cầu phúc, chuôi kiếm quay sang bên phải có tác dụng trừ tà. Sư tử ngậm kiếm là loài thú phong thủy mang điềm lành, không những có thể hóa sát mà còn có thể giúp đường sự nghiệp, tài vận tăng tiến hoặc bảo vệ ngôi nhà bình an cát tường. Hình sư tử ngậm kiếm treo trước cửa chính hoặc ngoài ban công, dùng để trấn trạch, hóa giải sát khí từ ngoài vào, tăng khí thế của gia đình. Trước mặt tiền nhà ở hoặc cửa hàng nếu có con đường hoặc ngõ đâm thẳng vào cửa, phạm phải sát khí, dễ khiến thành viên trong nhà xảy ra huyết quang tai ương, tài vận rò rỉ. Có thể treo hình sư tử ngậm kiếm trước cửa hoặc cửa sổ, đối diện thẳng với con đường hoặc ngõ là có thể hóa giải. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy này còn có thể hóa giải nhiều loại sát khí khác nữa. 6. Chuông gió phong thủy hợp tuổi Bính Ngọ. Trong phong thủy, phong linh xem là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến năng lượng sống của con người. Chính vì vậy, phong linh có tác dụng trực tiếp đến gió, nên được xem là một trong những vật phẩm có tác dụng tốt trong phong thủy. Người ta thường treo chuông gió ở vườn, cửa sổ hoặc hiên nhà vừa để trang trí, mang đến những giai điệu vui tai và khắc chế nguồn năng lượng sống từ bên ngoài, luân chuyển đến khắp không gian nhà những nguồn năng lượng tốt. 7. Tượng quan công phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Phật giáo có một bộ tượng quan công hộ pháp, dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Các nhà sử học cũng phê phán, ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn, bài viết về hình tượng quan công sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về các bộ tượng của quan công. Quan Vũ 162-220 cũng được gọi là quan công, tự là Vân Trường. Trường Sinh là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị, ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán. Theo cách nói của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, bao gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu, ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc, được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á. Hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh năm,
năm với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao, cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy 581-618, ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long yển nguyệt và hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông, tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân, khoảng 40 kg ngày nay. Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, nhưng các nhà sử học cũng phê phán ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn. 8. Hồ Lô Bát Tiên phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Ngày nay người ta thường trưng trong nhà loại hồ lô bát tiên được đúc bằng đồng với mong muốn điều hòa các khí trong nhà, hóa giải sát khí và thu hút cát khí. Trong dân gian lưu truyền, ngày xưa những người hành nghề đạo sĩ khi ra ngoài trừ tà trên người không thể thiếu được hai đồ vật, đó chính là bùa và hồ lô. Nhưng theo thời gian, hồ lô được chuyển thành kiếm gỗ đào, hồ lô trong thuyết âm dương có tác dụng hút những quả hồ lô nhỏ hay được chế tạo nhỏ hơn lòng bàn tay. Thường được sử dụng như một vật phẩm trang trí, có thể đem theo bên mình, có thể mua các quả hồ lô nhỏ được tạo từ kim loại hoặc ngọc để làm móc chìa khóa treo trong ô tô. 9. Vòng tay đá quý phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Hầu hết những loại đá phong thủy lúc được chế tạo ra đồ trang sức đều mang các tác dụng và lợi ích tuyệt vời cho chủ nhân, ví dụ như mang tới may mắn, tài lộc, giúp cho việc làm ăn kinh doanh ngày càng phát triển và thịnh vượng, trong đó từng loại đá sẽ mang tới các công dụng riêng đáng kể hơn phụ thuộc vào tính chất, màu sắc của viên đá đó. Ví dụ đá màu hồng mang tới nguồn năng lượng tốt cho tình yêu và hôn nhân, giúp người đeo được quý mến hơn, đá màu vàng giúp nâng cao sự tập trung, tốt cho hệ tiêu hóa và dạ dày. Đá màu trắng giúp loại bỏ sự áp lực, đá màu đen tốt cho hệ tim mạch và thần kinh, đá màu tím ngăn chặn những nguồn năng lượng tiêu cực. Đeo vòng đá phong thủy lên người giúp trị bệnh mất ngủ ở những người già và nâng cao tuổi thọ, đặt chiếc vòng đá phong thủy trên đầu giường hoặc dưới chân giường, làm giảm hiện tượng bóng đè. Những bạn hay có triệu chứng đau đầu có thể lấy chiếc vòng đá phong thủy trà lên trán. Sau 20 phút bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả, nhưng để chúng phát huy được công dụng thì bạn phải biết cách sử dụng sao cho hiệu quả. 10. Kỳ lân phong thủy hóa giải vận hạn tuổi Bính Ngọ. Trong phong thủy học, kỳ lân là một trong bốn linh thú đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi lợn. Kỳ lân ngoài việc dùng để cầu con, thăng tiến trong công việc, học hành, kỳ lân còn là vật cát tường, có thể tiêu tai giải họa, theo lành tránh dữ, chấn trạch hóa cát, đẩy tài thăng quan, cùng với long quy phượng gọi là tứ linh thú. Kỳ lân trưng bày trong nhà có tác dụng lợi chiêu phúc, tránh tà, mong muốn sinh con, mang lại sự bình an thuận hòa, con cái thông minh hiếu thảo, học hành giỏi giang. Kỳ lân có tác dụng chấn trạch rất mạnh, dùng để giải quyết các vấn đề như ổn định bầu không khí xung quanh, gia đình bất hòa, thu nhập không như mong muốn, các mối quan hệ không tốt, quan hệ vợ chồng không như ý, giải tỏa những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong các video sau của Minh Đường Tử Vi lần sau.